giờ là quyết định là bám trụ cửa hàng, không đi đâu nữa anh chị, biết trời, bám trụ cửa hàng, khách mang tới là mua cao cao một xíu rồi có xe mua chứ đi mệt quá, đi cứ tới nơi là kêu là xe. Cái này không phải bị mờ mà họ dán phim đó. Mở mở lên em, mở mở lên, mở lên, mở lên anh kiểm tra, kiểm tra đi Thiệu, coi đi bản đấy, bản blot á, bản blot là nó có cái nẹp inox, cái này không phải thay đâu, phay á, phay lại, phay giống. Nhưng mà anh thích phay nè, ai mà thích mâm phay á là mình đi mâm phay. À. Máy nè, máy y hệt máy BM đó anh chị nào xài máy BM, xài xe BM mở lên cái máy VinFast nó người giật không khác chút nào hết. À. Đồ bot hết nè. Denso là bot hết. Họ làm thấy thanh dằn mấy cái đòn nó chắc chắn cỡ này vì sao nó keo chỉ cũng VinFast kỳ lắm, nhìn nó giống như xe làm lại nhưng mà nó keo chỉ VinFast vậy. Chỉ cho mấy anh cu em nó coi xong rồi sau nó đi du lịch cho rồi em đi. Hồi nãy con đi Củ Chi đi gần tới nhà cái anh chủ xe anh kêu giờ không cho bán nữa. Quay về. Chạp sau anh điện lại kêu giờ muốn tăng 15 triệu. Không biết sao luôn. Tháng này sẽ xu dữ ta. Bên này. VinFast làm cứng quá khó nhìn ghê luôn á. Mở mấy cái phe. Gỡ xuống mở mấy cái phe anh coi coi. Cái này nó có dấu giống như dấu mở này anh coi kỹ coi. Mở về đây thì nó có nhiều nguyên nhân anh chị, mình phải kỹ mở là để sơn tút hay là họ đi họ cắn mớp cái là tút ra. Mấy cái này thì nó cũng không quan trọng, không gọi là lỗi. Vô kêu mấy đứa kỹ thuật đó lấy mấy cái đồ cậy cái phe lên cho anh đi. Cái bô thì chưa giấu mở nè. Thì có nghĩa là nó nhiều lúc có thể là thay một cái vấn đề gì đó, họ có nới cái ốc má vè ra một xíu. Còn thay má vè thì khác nha anh chị, thay má vè thì sợ lắm không dám mua. Mà dòng đây giờ rẻ có 600 mấy anh chị, 600 mấy mà có được cái VinFast 221 đi mấy ngàn cây. Đây mười mấy ngàn chứ. Mười bốn ngàn cây đúng không? Mới tình. Cấp điện ở bản Bluetooth là có cấp điện. Cấp điện bản Bluetooth có thêm 3 xong. Không nhưng mà cấp pin này không cần mấy con mấy cái đó đâu. Mấy cái mép mấy cái đầu. Cái thảm này xài ngon lắm anh chị. Em thích cái loại thảm cao su này, dễ xài, dễ vệ sinh này, chứ không phải như ba cái thảm mà kia đâu. Như cái thảm nhựa xài phim 3M xịn nè, phim này mười mấy, mười bốn, mười lăm triệu mát lắm. Gác cái nắp lên cái chỗ nào chứ sao dục dưới đất đó. Kiếm chỗ nào gác lên đó. Cái gì vậy? Đừng có cậy vậy chứ, cậy vậy nó hư cái chốt chứ. Tụi em cậy sao phải có cái thế cậy. Cậy tụi em cậy kiểu này nảy vậy nó nè, sức cái chốt rồi nè, không thấy hả? Đừng có cố cậy chứ.
cậy nó phải đưa vô đúng thế này là bẫy lên thôi nè, đúng thế rồi bắt đầu bẫy lên, cậy để cho nó còn xài được còn thẩm mỹ chứ đâu cậy là bỏ đâu. Này nó có dấu cậy ra hết rồi, cậy cái này thường thường á là nó có cái này là để nó cậy trên cái đầu á chứ không phải cậy ở dưới đâu. Có cái kẹp nhỏ không? Mọi cái chốt nó còn có thế mở riêng. Có cái vít nhỏ cày ra cho nó dễ. Nó lên nhẹ nhàng không? Nha. Còn cái chốt này cái chốt lên. Làm việc với anh là phải kỹ nha, tới xe cộ tất cả mọi thứ của người ta hay là bất cứ của ai phải kỹ càng cẩn thận. Nó mới tập cho con người mình nó mới chuyên nghiệp được. Cái xe giống theo kiểu sản xuất của cái kiểu xe Đức á anh chị, là luôn luôn là nhà con vít mớp này, mớp nó hút hút cái vít mớp thôi, giống như quẹt mớp nhẹ thôi, cái đó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Máy dè không thay được, nó nhiều cái nó phải thay nguyên cái máy dè. Nó giờ tưởng là vết gò đâu phải đâu. À, tại vì nếu mà thấy ta về là hai cái ốc ở bên cái máy kia nó phải tháo, ốc kia còn nguyên hết, nó chỉ có cái này là giống như cái hãng nó chấm thôi, tùy từng hãng sản xuất hiểu không? Giống như là của các hãng kia là nó lắp xong rồi nó sơn luôn, nó nhúng luôn, còn cái này là nó sơn ngoài xong nó lắp rồi xong rồi hãng nó mới siết ốc vô cái nó chấm sơn của nó, nhìn nó giống như bị chấm lại cái rin của nó, hiểu không? Hiểu không? Giống như là nó sơn ở ngoài xong, có nhiều hãng có nhiều quy trình, có nhiều hãng là lắp xong hết rồi đầu nó mới sơn nguyên xe, còn nhiều hãng là sơn rời ngoài xong rồi nó mới lắp vô cái là bắt đầu nó mới lấy đồ nó chấm. Rin đó chứ không phải làm lại đâu. Nhìn trong đâu có mớp miếng đâu. Ồ cái này cái đèn tháo ra bị bể à. Chiếc đèn đây giống như đổ lại nè, đổ bi nè. Ồ mấy ông nội đổ cản nè, đổ bi ráp vô chiếc bể đèn người ta hết. Chết đi chưa? Ẩu thiệt. Đây là nguyên nè, nhưng mà cái nhựa nó giòn nè, nhựa của cái VinFast cái nhựa này giòn nó xiết nó bị nứt liền nè, đúng không? Nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà nó hơi mất thẩm mỹ xíu thôi. Mấy cái quan trọng nhất là mấy cái thân dằn nè, rồi em phải coi mấy cái đầu của thân dằn nè, nó có bị nó có thay thế không? Cái VinFast nó thiết kế kín quá khó coi. Mở cái nắp anh nhìn nữa, cậy cái nắp ra. Mỗi dòng xe nó có mỗi cách coi khác nhau, mình phải tìm mọi mẹo biết mình ngồi mình coi mình soi. Cái này thì giống như nó chày xước nó móp ở nè, xe cũ mà sao tránh nó móp từ đây một xíu cái tút tiết lại nè. Thank you.
cái đèn đồ vàng bì đen, đèn bi đô nát đô nít gì nè. Đèn kết nước cái đồ không bị gì hết. Nổ máy anh nghe thiệt. Lỗi thì không có lỗi anh chị, xe này lỗi không có lỗi, nhưng mà xe cũ mà ở Sài Gòn anh chị biết rồi, chạy xước móp méo rồi nó có hút móp rồi chạy cản cái đồ sơn cản nó là có, nhưng mà lỗi thì nó không có lỗi anh chị, đâm đụng thì không có, móp méo thì anh chị không được tính đâm đụng nha. Đâm đụng có nghĩa là anh chị có thể thay thế má về, thay thế khung xương khung đồ gọi là đâm đụng, chứ còn mà móp méo đó là bình thường anh chị, ví dụ thay cả má về kết nóng kết nước mọi thứ mới là tính đâm đụng anh chị. 14.000 cây mới tình giờ bán 600 mấy hơn cái xe Sento một xíu các bác. 21 14.000 cây bản Plus đầy đủ cái chức năng hết. Giờ giá này giờ không mua thì có lỗi với khách hàng quá. Cái đợt trước á thì anh chị nhiều cái sự lựa chọn VinFast, mấy cái xe ít cây số này nọ là do cái đợt mà đổi xe chính sách mà xe xăng đổi qua xe điện á, hãng hỗ trợ nên giá nó thơm. Giờ sau này mua những cái xe người ta không đổi á, là họ mua mắc, bây giờ giá nó chát giá, bây giờ VinFast đang đẩy lên lại mà. Thì còn cố gắng toàn mua nó hợp lý nhất thôi. Để toàn bán cho anh chị cũng bán 600 mấy thôi, chứ đâu dám bán 700 mấy. Đúng không? 21 bạn Plus nè. Anh chị nó quan tâm xe này liên hệ nếu mà em mua được nha. Giờ vô làm việc đã. Nó lên mâm phay rồi. Thôi vô làm việc đi.